Trong cuộc họp với Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng ông Gary Cohn đã lên tiếng ủng hộ việc soạn thảo luật siết hoạt động ngành ngân hàng, trong đó tách biệt hai mảng cho vay và đầu tư. Đạo luật tương tự từng được áp dụng sau thời đại suy thoái của Mỹ, luật Glass-Steagall. Ông Gary Cohn là Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Mỹ. Ông từng giữ vị trí Chủ tịch Ngân hàng Goldman Sachs, một trong tứ trụ ngân hàng của nước này. Trong cuộc họp diễn ra vào tuần qua, ông Cohn ủng hộ soạn thảo một dự luật ngân hàng mới. Dự luật buộc các ngân hàng tập trung vào hoạt động giao dịch và đầu tư hoặc là chỉ cho vay. Trong khi đó, các ngân hàng lớn của Mỹ lại lên tiếng phản đối. Nếu đưa vào áp dụng thì đây sẽ là cuộc đại cải tổ hệ thống ngân hàng. Trước đó, một đạo luật tương tự đã được áp dụng sau thời kỳ đại suy thoái, những năm 20-30, đó là luật Glass-Steagall. Tuy nhiên, đến năm 1999, đạo luật này được dỡ bỏ, mở đường cho các ngân hàng phát triển hoạt động ra nhiều mảng khác nhau.